Hi, hello. Anh em đang xem video của Bột Cực Bì Channel. Thì như thường lệ có hàng mới, mình sẽ quay hàng mới. Thì anh em nào mà muốn xem những báo giá loại cũ thì xem video ngày 23 tháng 12 giúp mình. Thì hôm bữa có một trường hợp là một anh inbox hỏi cái fanpage của mình là giá full gold tuyển là bao nhiêu. Fanpage của mình, như mình đã nói, hiện tại á, là em của mình nó quản lý, tại vì mình bán hàng, mình làm nhiều việc, mình không có thời gian, cho nên phải có người phụ mình. Thì em mình nó bán hàng nó inbox trên đó. Thì một anh hỏi full gold tuyển là giá bao nhiêu, thì em nó trả lời là 300. Thì anh đó thắc mắc là đang khuyến mãi 180 mà sao trả lời inbox trên fanpage là trả lời là 300. Thì như mình đã nói rồi, mình có rất nhiều loại cá và nhiều dòng cá khác nhau. Thì cái full gold mình đang quay cho anh em đây là bộ full gold giá 300 đó. Còn cái full gold mình khuyến mãi 100, 250, còn 180 thì đó là bộ full gold này đó đó. Đây mình đang ngâm thuốc súc bồ anh đó. Thì tí thôi mình sẽ vớt cái này ra cho anh em xem. Nói chung là giá cá mình đã báo trên đây đầy đủ rồi, không có vấn đề gì mà mình phải báo hai ba giá cả. Rồi thực tế là nó có những loại khác nhau. Đây là hàng full gold 300. Và anh đó thì anh lại đăng lên cái group là nói mình báo giá trên trời một kiểu và đăng video một kiểu. Nên mình đã nói rất nhiều lần rồi. Cái này thì chắc đây là lần cuối mình nói vấn đề này. Còn về vấn đề ship thì như mình đã nói với anh em, đơn hàng trên 400 là mình ship, chứ không phải đơn hàng trên 400 là re-ship. Xin nhắc lại, ship vẫn tính phí bình thường cho anh em. Và những đơn hàng cao, giá trị cao thì kiểu như là mình sẽ bớt và thêm tiền, rồi thêm cá cho anh em. Chứ re-ship một cái này rất khó khăn đối với mình là như thế nào. Những anh em ở vùng xa và anh những so với anh em gần thì tiền ship ở trên lệch nhau khá là nhiều. Mình ship từ đây xuống Cần Thơ, xuống những khu vực miền Tây tầm 30, nhưng ship ra miền Bắc thì cỡ 100, 200 trở lên đó. Cho nên rất là khó khăn để re-ship. Bất công là người này được re-ship, người khác không được re-ship thì rất là phiền cho mình, cũng không được sự công bằng lắm. Đó, đây mình nói chủ yếu là cái phần full gold này là hàng 300 đó. Rồi đợi tí mình sẽ bắt cái full gold này 300 đây đó. Thì nó là cá size lớn hơn và giống đẹp hơn vậy đó. Nếu em xem video thì anh có thêm được video thì em báo ở đây đó. Thì full gold 300 là như vậy. Còn anh hỏi là full gold tuyển thì tất nhiên em trả lời full gold này full gold đẹp nhất bên em, thì trả lời là giá như vậy. Còn hàng phân con nhập nữa thì nó sẽ như vậy. Nhập thì nó sẽ vàng hơn, chứ nó không có được là nó không cái nhập thì size nó không có to đâu, nó chỉ tầm như vậy thôi đó. Cá mình nuôi ở đây có thể size to, với cá nhập họ không dám gửi cá to. Thứ nhất cá to sẽ yếu, thứ hai là ship đi dễ chết, cho nên người bên Thái họ sẽ không nhập cá to cho mình, họ chỉ gửi cá như vậy thôi. Rồi ở đây là mình có một số con hàng hàng này vẫn còn khuyến mãi đến ngày 1 tháng 1 2019 đó. Thì anh em nhìn cái bộ cá đó thì nhiều khi mới chơi không thấy được đâu, không biết được nó khác nhau như thế nào đâu. Và cái màu này cái tướng nó nhỏ hơn cái loại kia, hàng này mới mới về. Nói là đợi phục vụ anh em tiếp giá 180 đó. Này thì tướng nó nhỏ hơn, nhưng được cái là màu vàng nó đều à, xin lỗi anh em, này màu vàng nó đậm hơn kia, nhưng mà nó không được đều bằng cái loại kia. Cái loại kia thì con mái rất là đẹp, nó sẽ phun vẫy và óng ánh luôn. Cái loại này nó còn lởm chởm một số chỗ, nó không lên hết, nhưng mà vài sao size lớn anh em luôn rồi nó sẽ lên hết
đó. Cái này ở đây cái đèn sáng cho nên cho đây một tí đó, anh em nhìn phần đầu đúng không, khác cái loại kia một xíu này vậy. Rồi tạm biệt anh em nào có xem được video này thì nhớ cho mình xin một like và subscribe, và có ý kiến gì về thắc mắc gì á thì cho mình xin một comment để mình cải thiện video tốt hơn cho phần nhập phục vụ cho anh em. Đây có phần Red Ribbon mới về luôn, video anh em xem là ngày 29 tháng 12. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Nhớ anh em mua cái hỏi rõ từng dòng nha, để mất công có trường hợp này mình rất